Chào các bạn, chào các em thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 20, Alcohol. Đây là bài rất là nhiều kiến thức mà chúng ta cần phải nắm. Nên trong video này thầy sẽ cố gắng truyền tải cho các em đầy đủ kiến thức của bài số 20, Alcohol nha. Mục tiêu các bài này các em phải nắm được cái khái niệm cũng như là công thức tổng quát của alcohol no đơn chất, tính chất vật lý và tính chất hóa học cũng như ứng dụng một cách điều chế ra alcohol. Một, chúng ta tìm hiểu về khái niệm và danh pháp. Một là khái niệm. Danh pháp. Trước tiên là chúng ta tìm hiểu về khái niệm về alcohol. Thì alcohol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử cái nhóm hydroxin á, là nhóm OH đó các em. Nó phải liên kết với nguyên tử carbon no. Ví dụ chúng ta có một cái mạch carbon mà cái carbon mà có liên kết với OH á, phải là carbon no, do đó các liên kết còn lại phải là liên kết đơn thì mới được nha. Do đó carbon này gọi là carbon no. OH mà gắn vào carbon no thì chúng ta sẽ có được là alcohol. Thì carbon này là carbon no thì dẫn đến là chúng ta sẽ viết ra công thức chung của nó là R là gốc hydro carbon, có thể no hoặc không no, và OH. Nếu mà alcohol gọi là alcohol no đơn chất đó, nếu mà alcohol là gọi là no và đơn chất. Đơn chất nghĩa là nó có một nhóm OH và mạch nó mạch hở. Nó không tạo vòng được thì lúc này chúng ta có gốc R chính là gốc alkin là CnH2n+1. Sau đó mình gắn OH vào. Đây là alcohol no đơn chất mạch hở. Chúng ta lấy ví dụ một vài alcohol no đơn chất mạch hở như là C2H5OH, nghĩa là CH3, CH2 và OH, hoặc là CH3OH, vân vân. Tiếp theo là đối với polyalcohol thì các em nhớ thầy hai cái polyalcohol, hai polyalcohol thường gặp đó là ethylene glycol. Là tên thông thường của nó là ethylene glycol, đó là CH2OH. CH2OH. Đây gọi là ethylene glycol. Và glycerol là ba cái nhóm OH liền kề. CH2 CH OH. CH2OH. Đấy. Đây người ta gọi là ethylene glycol. Còn đây là glycerol. Đấy, hai tên thông thường. Các em lưu ý nè. Trong trường hợp này thì không phải là alcohol nha. Thứ nhất, nếu mà gốc R là gốc hydrocarbon, cái C này được gắn bởi hai cái nhóm OH. Thì cái dạng này không có bền, không có tồn tại dạng này. Không bền thì nếu trong một số trường hợp nó chuyển thành cetone như sau. RC gạch O. Đấy. Ở đây thì viết thêm một góc R phẩy nữa đi. Cái này R phẩy. Đó, nó chuyển về cái này. Hoặc là trong trường hợp là nếu OH gắn vào cái vòng thơm là cái vòng của benzen á, thì lúc này các em thấy rằng rõ ràng OH này nó gắn vào cái carbon chỗ này là có carbon nối đôi, tại vì trong đây nó có liên kết bi liên hợp, ba cái liên kết bi liên hợp với nhau xen kẽ lẫn nhau đó, nên cái carbon này đều có mang nối đôi, do đó này không phải là alcohol nha các em, không thuộc alcohol, nó chính là phenol mà các em sẽ học ở bài sau. Các em lưu ý thứ hai là trong trường hợp là R CH2 đi, nối đôi CH rồi gắn OH vào. Rõ ràng trong trường hợp này cái OH gắn vào carbon mang nối đôi nè. Do đó trường hợp này không bền, nó sẽ không tồn tại cái rượu này. Do đó nó tự chuyển thành RCH2. Lúc này CH2 ha, rồi nối đơn các em viết thành CH nối đôi O. Hay là mình viết thành CHO luôn đấy. Đây là nhóm aldehyde ha.
nhóm chất aldehyde. Tiếp theo là đối với trường hợp CH nối 3, nối 3C sau đó OH gắn vào carbon mang nối 3 thì dẫn đến là nó sẽ không bền, nó tạo thành CH thành CH2 nối đôi CO. Đấy. Những cái trường hợp này ít gặp lắm các em. Tóm lại không có, thực tế thì không, thì cái OH nó không có gắn vào carbon không no nha. Và chúng ta rút ra một kết luận là nhóm OH không gắn vào carbon không no. Không gắn vào carbon mang liên kết bội, có liên kết bội. Nhớ nha các em. Đấy. Tiếp theo là bậc carbon. Bậc ancol. Bậc ancol chính là bằng bậc của carbon mà có gắn cái nhóm OH. Nó bằng bậc carbon có gắn nhóm OH vào. Yeah, gọi là bậc carbon, bậc rượu đó. Xét bảng 20.1 này. Ở đây là đối với ancol bậc 1 á, thì lúc này cái OH gắn vào carbon bậc 1. Vì carbon này liên kết với một carbon trong góc hydrocarbon là R này. Lấy ví dụ như chúng ta có rượu ethylit hay là rượu ethanol. OH nó gắn vào cái carbon bậc 1. Hoặc là các em nhìn vào đây là một cái vòng benzen và có gắn CH2. Đây là góc rượu benzylit ha. Đây là rượu benzylit ha, rượu benzylit. OH gắn vào carbon bậc 1 này. Tiếp theo là OH gắn vào carbon bậc 2. Là carbon này gắn với hai carbon trong góc R và R phẩy. Do đó đây là ancol bậc 2. Lấy ví dụ như OH gắn vào carbon chỗ này gắn với hai carbon này nè. Carbon này là carbon bậc 2 nên rượu bậc 2. Cái vòng này là vòng cyclo. Đây là không phải là cái vòng không phải là vòng benzen nha các em. Những cái carbon ở các đỉnh này đều là liên kết đơn hết chứ không có liên kết, không có liên kết bội nha. Do đó cái carbon chỗ này sẽ là carbon chỉ có liên kết đơn. Đúng không? Đấy, chỗ này là cái đỉnh này là CH2 đó. Thì carbon này gắn với hai carbon ở đây là hai cái đỉnh này. Do đó carbon này là carbon bậc 2. Do đó ancol này ancol bậc 2. Tiếp theo là đối với ancol bậc 3 thì OH gắn vào carbon bậc 3. Carbon này được liên kết với ba cái carbon ở ba góc R, R phẩy và R hai phẩy. Trong trường hợp này ancol bậc 3. Câu hỏi số 1 là các em hãy viết cái đồng phân cấu tạo của alcohol ứng với công thức C4H9OH. Rõ ràng các em thấy rằng C4H9 là gốc ankin rồi, vì nó thuộc công thức là CnH2n, CnH2n cộng 1. Do đó đây là ancol no đơn chức bạch thở, thì các em có thể viết đồng phân ra. Còn nếu mà em biết nó như thế này, các em có thể nhớ công thức như sau. Chúng ta dùng công thức 2 mũ n trừ 2 với điều kiện n nó lớn hơn bằng 2 và nhỏ bằng 6. Thì mình sẽ dùng công thức này để mình xác định số đồng phân. Trong trường hợp này sẽ bằng 2 mũ. Ở đây là C4 nên là 4. 4 trừ 2 được 2 bằng 4 đồng phân. Vậy là chúng ta sẽ viết ra 4 đồng phân với C4H9OH nha. Đầu tiên đồng phân 4 carbon đây và gắn một nhóm OH vào đây. Đồng phân thứ hai là chúng ta sẽ viết đồng phân ở vị trí nhóm OH. Đây là hai đồng phân thôi. Tại vì chúng ta đặt ở chỗ này cũng như chỗ này thôi, đối xứng thôi. Tiếp tục đồng phân số 3 đó là mạch carbon, chúng ta sẽ giảm mạch xuống còn 3 carbon là mạch chính. Nhánh ở đây là nhánh C và OH ở đây. Và cái đồng phân cuối cùng 1 2 3 C. OH lúc này sẽ gắn vào carbon số 2. Rồi, đến đây các em tự điền H vào nha. Chỗ này có một liên kết rồi còn 3 hydro, này 2 thì còn 2. 2 còn 2, 2 còn 2, 1 còn 3, còn 2, 3 còn 1, 1 còn 3, 3, 1, 2, 3, này đủ nha, 4 rồi, này 3, 3, 3, đây. Từ đó các em xác định bậc, ở đây chúng ta thấy rằng đây là bậc 1 rồi nè, thì viết một la mã là bậc 1 nha. Ở đây ancol bậc 2 thì vì OH gắn vào carbon bậc 2. Tương tự chỗ này cũng là ancol bậc 1 vì gắn vào carbon bậc 1. Và chỗ này ancol bậc 3.
vì OH gắn vào carbon bậc 3. Rồi chúng ta vào phần danh pháp. Danh pháp thì các em lưu ý có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là monoalcohol. Monoalcohol. Đối với monoalcohol á thì khi mà chúng ta đọc á cái tên hydrocarbon á, chúng ta phải bỏ chữ E ở cuối nha. Đó là cái vi ước. Đáng lẽ ví dụ như là chúng ta thấy là cái vạch chính là 4 carbon là butan. Nhưng mà mình không có biết ANE mà mình bỏ chữ E đi. Mình viết là butan, bỏ chữ E đi. Sau đó cái vị trí nhóm OH là vị trí số 2. À. Rồi sau đó thêm cái đuôi ôn vào. Đấy. Ta lấy ví dụ một số trường hợp khác. Ví dụ như CH3, CH2, CH2, OH. Trong trường hợp này OH gắn vào carbon vị trí số 1. Thì mình đọc là gì? Đây là bro, góc hydrocarbon là 3 nên là bropan. Em không viết chữ E nha, bỏ chữ E đi. Sau đó chúng ta viết 1 ol. Còn OH ở vị trí ở giữa thì là bropan 2 ol. Hoặc là nếu mà trường hợp mà có nối đôi. Đối với trường hợp này các em chú ý nè. Về độ ưu tiên á, thì nhóm OH có độ ưu tiên cao hơn so với liên kết bội. Do đó chúng ta không đánh vị trí số 1 chỗ này mà chúng ta đánh nó vị trí làm sao cho số chỉ vị trí nhóm OH phải là nhỏ nhất. Do đó số 1 chúng ta đánh ở đây, không đánh số 1 chỗ này nha. 2, 3 và 4. Lúc này mình đọc tên nó là gì? Ở đây là 4 carbon nên là bút nha. Vị trí số 4, vị trí số 3 có nối đôi. Bút 3, đuôi N. ENE nhưng mà em viết N thôi, bỏ chữ E đi. Sau đó gạch vị trí số 1 gạch ON. Đấy, bút 3N 1 ON. Chờ. Ta lấy một ví dụ khác. Mạch dài một xíu nha, 1 2C 3 4 5 6 7. Ở đây mình sẽ điền OH vào đây. Ở đây là điền là CH CH3. Chỗ này là CH2, CH2, CH3. Rồi, trong trường hợp này các em tự điền H vào đây nha, chúng ta lấy ví dụ thôi. Chúng ta đánh số là bắt buộc là số chỉ vị trí nhóm OH phải là nhỏ nhất, chỗ này là số 1, số 2, số 3, nếu mà đánh lên đây là số 4, số 5, số 6. Chưa phải là dài nhất, do đó mình nói đây là mạch chính là 4, 5, 6, 7 là dài nhất. Rồi mình đọc tên như sau. Ở đây mình sẽ có là vị trí số 3 có M, vị trí số 3 cũng có là Bro, B, M, N, O, B. Vậy là chữ M trước nên mình phải viết theo thứ tự chữ cái alphabet đó, là 3 metin trước. 3 metin, đúng nào? Tiếp theo đó là vị trí số 3, đó là Brobin. 3 carbon là Brobin, ha, Brobin. Rồi sau đó mạch chính là 7, là hep. Heptan, bỏ chữ E nha, không viết chữ E. Sau đó là vị trí số 1 có nhóm OH là 1 ol. Được chưa? Đó là về monoalcohol. Thứ hai là tên gọi theo polyalcohol. Với polyalcohol á thì chúng ta không có bỏ cái tiền, không có bỏ chữ E nha. Không bỏ chữ E đây. Các em nhìn vào cái ví dụ này. Ở đây mạch có 2 carbon. Tên hydrocarbon đó là E. Etan đúng không? Etan nhưng mà các em thấy rằng nó vẫn lấy chữ E. Chú ý này, vẫn lấy chữ E nha, etan. Rồi vị trí số 1 và vị trí số 2 có nhóm OH là 1,2. Đó là vị trí nhóm OH. Và cuối cùng là cái tiền tố là đi vì có hai nhóm OH là đi và đuôi là ol, đó là alcohol mà, đúng không? Được rồi, đấy. Thì lấy ví dụ như thế này. Chúng ta có là CH2OH, CHOH và CH2OH. Ngoài tên thường của nó là glycerol, bây giờ mình đọc tên theo tên danh pháp thay thế là 1, 2, 3. 3 là bro, đúng không? Broban, vẫn có chữ E bình thường. 1,2,3. Ở đây là tiền tố là tri nha. Tri, triol. Đấy. Chờ. Đây là một số ví dụ trường hợp có nhánh chẳng hạn, thì khi mà mình đánh làm sao cho số chỉ vị trí nhánh nhóm OH phải là nhỏ nhất thì phải đánh từ bên trái qua
1, 2, 3, 4 chứ không đánh ngược lại. Rồi bây giờ mình sẽ viết là ở đây là vị trí số 3 có nhánh metin, là 3 metin. Mạch chính là 4 carbon nên là butan. Trong trường hợp này ancol này ancol đơn chất nên mình phải bỏ chữ E đi. Sau đó vị trí số 2 có nhóm OH và đuôi ôn. Trong trường hợp này các em thấy rằng á, 1, 2, 3 đó là boroban. Boroban vẫn giữ chữ E tại vì nó là polyancol, vẫn có chữ E. 1, 2 có nó đôi và tiền tố là đi vì có hai nhóm OH và đuôi ôn. Đấy, đó là một số tên. Các em cần ghi nhớ những cái tên thông thường này nha. Nhiều lúc á, trong đề bài nó ghi tên thông thường mình không có quen á, là mình dễ quên, nhưng mà cái tên này thì chắc chắn mình đã biết rồi. Bắt buộc mình phải biết cái này, nhưng mà chỗ này mình sẽ dễ quên. Chắc chắn ethylene glycol và glycerol là thường gặp rồi, vì nó có những tính chất đặc trưng riêng, chút nữa mình sẽ khảo sát. Còn isopropyl alcohol, em nhìn isopropyl là chắc chắn là nó 3 rồi. Chỉ có một trường hợp duy nhất isopropyl alcohol, nghĩa là mình viết thế này mình sẽ thấy cái nhánh của nó là iso này, CH3, CH là gắn cái đây là CH3, OH thì mình thấy là cái này là 3 carbon nhưng mà có nhánh, thì mình coi như là iso, iso là nhánh, isopropyl, bro là 3 cái carbon, propyl alcohol. Trường hợp này là gì? Propyl, propyl alcohol không cần phải vị trí nữa, tại vì OH, propyl, propyl alcohol, tại vì trường hợp này là iso rồi, thì trường hợp này là propyl alcohol, ethyl alcohol và metin alcohol nha. Câu hỏi số 2. Có câu hỏi số 2 là gọi tên theo thanh thấp thay thế ở câu A. Các em đánh số từ bên trái qua nha, 1 2 3 4, vậy là chúng ta có 4 carbon đó là butan, bỏ chữ E. Vị trí số 2 có nối đôi có OH. Butan halon. Thế nào? Tiếp theo câu B. Câu B các em thấy rằng ở đây là 1 2 mới có OH, bên này nó đánh 1 ở đây. 1 2 3 4. Không, 1 2 3 4. 1 2 3 4, vậy là chúng ta có 4 ha. 4 là butan vì nó có hai cái OH nên mình vẫn giữ chữ E. Rồi, tiếp theo là vị trí số 1 và vị trí số 3 có OH và hai là dion. Đấy. Chờ. Tiếp tục câu C là dạng khung phân tử thì các em thấy rằng cái này là 1C này. Chúng ta bắt buộc đánh số bên này qua 1 này, vị trí số 2 có nhánh này, 3 này và 4. Nhánh là nhánh metin ha. Vậy chúng ta sẽ đọc qua là gì? 1 2 3 4 thì số 3 có metin là 3 metin. À, gạch 3 metin là mình không cần gạch luôn tại vì không còn nhánh nữa thì mình sẽ viết luôn, viết liền luôn. Đó là 1 2 4 thì bút. Butan, bỏ chữ E đi nha. Vị trí số 2 có OH, butan halon. Câu 3. Chúng ta biết công thức cấu tạo với tên gọi sau: bentan 1 ôn, bây giờ ben là 5. Em viết mạch chính 5 carbon ra, 1 2 3 4 và 5. Và vị trí số 1 có OH, có nhiều OH đặt đây luôn. Còn lại mình chỉ điền H thôi, CH3, CH2, CH2, CH2 và CH2. Câu B. Bút 3N 1 ôn, bút là 4. Rồi, 1 ôn là vị trí số 1 có OH và vị trí số 3 có nối đôi. 1 2 3 đây, đây. Điền H vào đây có 2 đường, còn 2 liên kết. Ở đây có 3 rồi, còn 1 liên kết hydro. Này còn 2, này còn 2. Đó. Tiếp theo câu C là 2 metin broban, mạch chính là 3. Mạch chính là 3 carbon. 1, 2, 3. 2 metin là có CH3 và vị trí này luôn có OH luôn. Đây là 2 metin broban. Broban halon, chưa? Câu D. Butan 2,3 dion. Butan là có 4 carbon, 1, 2, 3, 4. 2,3 dion ở vị trí số 2 có OH và vị trí số 3 có OH. Chỗ này chính là CH3, này còn 1 liên kết, 1 còn 3 liên kết. Đấy. Chưa? Rồi, chúng ta vào phần tiếp theo. Và phần 2, đặc điểm cấu tạo. Các em quan sát hình 20.1 là mô hình phân tử của methanol và ethanol ha. Đây là dạng mô hình phân tử ha. Thì trong cái phân tử alcohol á thì chúng ta thấy rằng có hai cái liên kết, đó là liên kết OH và liên kết CO. Cụ thể thầy có là gốc R là gốc hydrocarbon. Sau đó là liên kết O và
liên kết H. Ở đây chúng ta chú ý là R này là có carbon liên kết với O nha. Thì lúc này á, carbon và O thì oxy nó có độ ổn định lớn hơn, độ ổn định oxy lớn hơn carbon cũng như lớn hơn hydro, nên nó sẽ hút những cái liên kết cộng hóa trị bị phân cực về oxy. Những cái đầu này sẽ là mang điện âm, đầu hydro mang điện dương và đầu này mang điện dương. Đó, nó phân cực về đây. Khi mà nó phân cực về đây á, thì dẫn đến là nó sẽ bị biết định tính chất hóa học của ancol ở chỗ phân cực này này. Nha. Vậy chúng ta thấy rằng nó có hai cái liên kết, đó là liên kết giữa O với H, liên kết giữa O và H, và cái liên kết giữa C với O, giữa góc R và O này này. Đó, nó bị phân cực về phía oxy rồi, do đó dẫn đến nó quyết định tính chất hóa học, quyết định đến tính chất hóa học của ancol. Do độ âm điện của oxy nó lớn hơn lớn hơn cái carbon và hydro các em, nên hút về phía nó làm cho nó phân cực ở phía này. Rõ ràng các em thấy rằng góc O với H này này, nó giống như cái góc O với H trong nước á. Nước chúng ta cũng có dạng là HOH. Đó, OH này, cái độ dày liên kết nó cũng như nhau, do đó cái tính chất của nó cũng một vài tính chất, do nó có thể tác dụng với kim loại nha. Vậy là trong cái phản ứng hóa học, ancol thường bị phân cắt ở cái liên kết O với H, hoặc là cái liên kết giữa C với O. Đó, giữa hai liên kết này thì nó có những cái phản ứng đặc trưng của ancol. Chúng ta vào phần tính chất vật lý các em. 3. Tính chất vật lý. Thì chúng ta xem như là ancol á, các em xem như là ancol này. Ancol nó coi như là nói gì, nó gồm có một cái ancan cộng với nước thôi. Mình hiểu nó như là ancol nó bằng ancan cộng nước, trong khi ancan là cái phần góc này là góc kỵ nước. Ancan là kỵ nước, là nó không có tan trong nước đó các em, nó kỵ nước. Còn O, còn cái OH á, nước đó có OH, coi như nước là coi như OH, thì cái phần này là háo nước. Kỵ nước là ankin, thì nói chung là ankin nó là CnH2n cộng 1 á, coi như là ankin. Còn háo nước là của góc OH. Cho mình hiểu là nó ancol hôn đây, nó như là ancan và nước vậy. Phần ancan thì có góc ankin nó kỵ nước, còn phần OH, OH thì nó sẽ là háo nước ha. Do đó cái OH này nó quyết định tính chất vật lý của ancol, dẫn đến là cái nhóm OH ấy, nó quyết định tính chất vật lý của ancol. Chưa? Còn dẫn đến là góc R nó làm thay đổi tính chất vật lý. Góc R làm thay đổi, R thì là làm thay đổi. Góc R là góc ankin, góc kỵ nước, làm thay đổi tính chất vật lý của ancol. Chưa? Vậy là ancol thì nó có nhiệt độ sôi cao hơn so với hydro carbon cũng như là dẫn xuất hydro carbon tương ứng. Các em nhìn vào cái bảng, chúng ta thấy rằng là nhiệt độ sôi ancol này nó cao hơn so với như là ET này hoặc là ancan tương ứng, cái nhiệt độ sôi này cao hơn. Vậy là ancol á là nó có nhiệt độ sôi cao hơn hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon tương ứng nha, với cùng cái M lớn đó các em. Nhiệt độ sôi nó sẽ cao hơn. Thứ hai là dễ tan trong nước nha, nhiệt độ sôi nó cao hơn. CXHI là hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon tương ứng. Thứ nhất là nhiệt độ sôi cao hơn. Thứ hai là cái gì? Thứ hai là nó dễ tan trong nước. Dễ tan trong nước. Tại sao như vậy? Do nó có thể tạo liên kết giữa các phân tử, liên kết hydro giữa các phân tử các em. Vì thứ nhất là nó tạo liên kết
hydro giữa các phân tử, liên kết hydro liên phân tử đó. Và nó có thể tạo liên kết hydro với nước, liên kết hydro với nước. Chà, tại sao tạo liên kết hydro? Cái điều kiện, các em nhớ lại, nhắc lại về điều kiện mà để có được cái liên kết hydro đó, thì bắt buộc là phải có cái nhân tố phi kim mạnh, có độ âm điện lớn, và phải có hydro linh động, rượu thỏa mãn luôn, ancol thỏa mãn luôn. Ví dụ chúng ta có này, thứ nhất là liên kết liên phân tử góc rượu nha, R này, O này, H, đây có hydro linh động này. Chà, sau đó nó liên kết với các phân tử khác như là O chỗ này, R, H, đấy, cái H của phân tử này liên kết với O hoặc phân tử khác, tương tự O, R, H, cứ như vậy, tạo thành liên kết liên phân tử, hoặc là nó có thể tạo liên kết hydro với nước như là R góc góc R, OH liên kết với O của nước, hay chúng này là H, H đây là phân tử nước này các em. Đó, rồi tiếp tục O của R, H, rồi tiếp tục với là O của nước là H, H, cứ như vậy. Chưa? Vậy là các em thấy rằng cái nhóm C với O, C liên kết với O và O liên kết với H á, nó phân cực, nó tạo ra một cái moment lưỡng cực. À, vì thế mà cái tương tác giữa các phân tử á, sẽ lớn làm tăng nhiệt độ sôi. Đó là cái chúng ta mở rộng tại sao cái nhiệt độ sôi nó cao hơn, là do sự phân cực của C với O và O với H đó các em. Nó sẽ tạo ra một cái moment lưỡng cực, tạo ra sự tương tác lưỡng cực giữa các phân tử, vì thế mà làm tăng cái nhiệt độ sôi lên. Tuy nhiên dẫn xuất halogen cũng có moment lưỡng cực đó các em. Dẫn xuất halogen của clo đó, nó có moment lưỡng cực lớn hơn cả so với ancol luôn, nhưng mà nhiệt độ sôi nó lại thấp hơn. Tại sao như vậy? Tại vì cái ancol này nè các em, nó có thể tạo liên kết hydro giữa các phân tử. Ancol nó có thể liên kết hydro giữa các phân tử với nhau, vì thế mà cái nhiệt độ sôi nó sẽ cao hơn so với dẫn xuất halogen. Rồi tiếp theo, thứ ba là khi mà số carbon tăng lên á, là góc R là phần kỷ nước đó các em. Khi mà số C nó tăng, khi mà số C tăng thì dẫn đến độ tan của nó tăng hay giảm các em? Chắc chắn là khi mà số C tăng thì cái phần kỷ nước nó tăng lên, vì thế mà cái độ tan nó phải giảm đi, đúng không? Đấy. Do đó là khi mà số C mà tăng lên á, thì cái độ tan S giảm. Độ tan là S, thì đặt là S. Độ tan nó sẽ giảm xuống nha. Vì cái gốc hydrocarbon nó số C tăng lên thì cái phần kỷ nước nó tăng lên mà. Độ tan giảm nhưng mà nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy lại tăng lên nha. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy lại tăng lên. Giờ tăng lên vì khối lượng phân tử tăng lên thì chắc chắn nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy nó sẽ tăng lên. Đây. Rồi, câu hỏi số 4 là các em chỉ nhìn vào bảng 20.3 giải thích tại sao trong dãy ancol no thì đơn chất mạch thở nhiệt độ sôi ancol tăng từ C1 đến C4. Nhiệt độ sôi nha các em, tăng từ C1 đến C4 là nhiệt độ sôi tăng. Tăng vì khối lượng phân tử nó tăng lên các em. À, góc hydrocarbon nó tăng lên này, số C tăng lên. Số C tăng lên thì dẫn đến nhiệt độ sôi của ancol nó sẽ tăng lên. Còn độ tan của nó là giảm xuống. Độ tan giảm xuống là do cái phần hydrocarbon nó tăng lên thì cái phần kỷ nước nó tăng lên. Góc ankin á ha. Chưa? Thì các em sẽ giải thích chỗ này là do là cái góc hydrocarbon là phần kỷ nước tăng lên do góc hydrocarbon. Là cái phần kỷ nước phần kỷ nước mà tăng thì dẫn đến là cái độ tan nó sẽ giảm đi. Rồi chúng ta vào phần thứ tư là tính chất hóa học. Tính chất hóa học của ancol thì cái xu hướng phản ứng của nó là nó thể hiện ở thứ nhất là phá vỡ, xu hướng phản ứng là một là nó phá vỡ cái liên kết OH em. Phá vỡ cái liên kết O với H.
bằng cách là nó tác dụng với kim loại, tác dụng với kim loại mạnh như là natri, kali, những kim loại mạnh. Thứ hai là nó có gốc R với O, như là C với O đó, thì nó phá vỡ CO. Thì khi mà nó phá vỡ CO, nó sẽ tạo là thứ nhất là nó phải ứng thế với axit, thế với H, với axit. Thứ hai, axit là axit vô cơ nha, không phải là hữu cơ. Thứ hai là nó tạo phản ứng ethe. Ethe là gốc R liên kết với O và liên kết với R phẩy đó các em, là gốc ether. Tiếp theo là nó sẽ tách được nước. Gốc C với O nó thể hiện bởi bài thứ nhất này. Rồi bây giờ đầu tiên là thứ nhất là phản ứng thế hydro của nhóm OH trong ancol là nó phản ứng với kim loại. Cụ thể các em có thể viết cái dạng là ROH tác dụng với kim loại natri, sodium thì tạo thành R. Chúng ta sẽ thay cái thế cho hydro bởi natri kim loại mạnh vào RO natri. Sau đó cộng H2 có hiện tượng là khí thoát ra. Chỗ này em cân bằng là 1/2 hydro cũng được nha. Hoặc là các em đã biết là ancol đơn chất mạch thở thì mình có thể viết thành CnH2n+1 gắn OH vào cộng với kali chẳng hạn thì tạo thành CnH2n+1 OK cộng 1/2 hydro. Đó. Dấu hiệu nhận biết cái phản ứng này là có khí thoát ra. Tính chất thứ hai là nó phản ứng tạo ethe ha. Tạo ethe. Đối với trường hợp này thì chúng ta phải có xúc tác là axit đặc và nhiệt độ khoảng 140 độ C. Nó sẽ tạo ethe. Ví dụ như chúng ta có ROH cộng với OHR phẩy thì biết hơn ngược một xíu. Lúc này phải ứng tạo ethe có nghĩa là nó tách cái OH này ra như C với O đó. OH lấy H bên này. Thì nó tạo thành là RO. Sau đó các em gắn cái R phẩy vào. Đây nè. Cắt cái CO chỗ này này. Giờ đó thành R phẩy ứng với tính chất tạo ethe chỗ này. Cộng nước. Chà. Với nhiệt độ là 140 độ C nha. Và xúc tác là axit đặc. Các em ghi nhớ những phản ứng này nha, nó sẽ gặp đi gặp lại. Tiếp theo là phản ứng tạo anken. Tạo anken. Tạo anken thì tương tự chúng ta sẽ viết một cái ancol là CH3, CH2, CH2OH đi. Trong trường hợp này á, nếu mà nhiệt độ là trên 170 độ C hoặc là 180 độ C đó, xúc tác là vẫn là axit đặc thì nó vẫn tạo thành anken tương ứng. Ở đây là 3 thì anken là nối đôi hình thành chỗ này nha. Nếu mình tách OH ra, tách nước ra đó thì OH cái này và lấy H chỗ này liên kết đôi tạo thành chỗ này và cộng nước. Đấy, tạo anken. Còn với trường hợp mà nếu mà như thế này, nếu em gặp trường hợp này với điều kiện là vẫn là lớn hơn 170 độ C và xúc tác là axit thì các em thấy rằng nếu mình tách ra tạo anken thì có hai cái sản phẩm, một là sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Chính là nếu mà chúng ta tách OH cùng với hydro ở carbon bậc cao hơn, nghĩa là carbon ít hydro, sản phẩm phụ là carbon nhiều hydro hơn. Do đó chúng ta sẽ có hoặc là sản phẩm chính hoặc là sản phẩm phụ. Nếu sản phẩm chính là như thế này, CH3CH nối đôi CH2, chỗ này là lấy ra chỗ này CH và CH3, đây là sản phẩm chính, đó là bút 2N. Còn sản phẩm phụ chỗ này là CH2 nối đôi CH, CH2, CH3, đó là sản phẩm phụ. Kèm nha, cộng nước. Được chưa? Đây là quy tắc giai xếp cho là sản phẩm chính nha các em. Chúng ta tổng hợp hai cái chỗ, hai cái bài toán liên quan tới tạo ET và tạo anken. Thì nếu mình viết cái dạng tổng quát, chúng ta có CnH2n cộng 1 OH đối với ancol no đơn chất. Tách tạo anken thì nó thành CnH2n cha cộng nước.
Các em chú ý cái phản ứng này để làm bài tập. Rồi chúng ta qua tính chất tiếp theo. Là tính chất thứ ba, thứ tư, đó là phản ứng oxy hóa. Thứ nhất là oxy hóa không hoàn toàn trước ha. Oxy hóa không hoàn toàn. Oxy hóa không hoàn toàn thì nó phản ứng với chất oxy hóa như ví dụ như là đồng oxit màu đen. Chúng ta học thì chúng ta chú ý tới đồng oxit thôi. Các ancol nó bị oxy hóa không hoàn toàn thành những sản phẩm tùy thuộc vào bậc ancol nha. Nó có 3 trường hợp, bậc 1, bậc 2 và bậc 3. Bậc 3 thì nó không phản ứng oxy hóa, các em chú ý là bậc 3 là không phản ứng thôi. Nha, không bị oxy hóa thì chúng ta tập trung vào bậc 1. Trước tiên là đối với ancol bậc 1 thì chúng ta có R. Thế này, R CH2OH, đây là ancol bậc 1, các em thấy không? Gắn vào các bậc 1. Khi mà bị oxy hóa với đồng oxit màu đen thì nó thành đồng màu đỏ. Thì lúc này cái CH2OH nha, các em chú ý là cái CH2OH nó biến thành CHO, là cái nhóm chất aldehyde nha. Là R thành CHO luôn. Đây gọi là chất aldehyde. Aldehyde. Sau đó cộng với đồng màu đỏ và cộng với nước. Yeah. Đây là dùng để nhận biết ancol bậc 1. Đây là một cái phản ứng dùng để nhận biết ancol bậc 1 bằng đồng oxit màu đen chuyển thành màu đỏ. Thứ hai là đối với trường hợp ancol bậc 2 chẳng hạn. Thầy biết là RCH, chỗ này là OH. R phải cộng đồng oxit trung nóng. Thì lúc này nó không cho ra aldehyde mà cho ra cetone, là RC nối đôi O. R phải, em thấy không? Nối đôi O, R phải cộng với đồng cộng với nước. Còn ancol bậc 3 thì không phản ứng nha. Ancol bậc 3 không phản ứng nên thầy không viết ở đây. Các em chú ý không phản ứng. Một cách tổng quát thì em thấy rằng đối với ancol no đơn chức mình có thể viết như sau: CnH2n. Chỗ này là cộng 1, cái này 1 là cộng 2 thì mình gom lại thành cộng 2O luôn. Khi mình tác dụng với đồng oxit đun nóng để làm bài tập thì cho ra gì? Nó cho ra CnH2n. Các em chú ý này, lấy hai cái H chỗ này, lấy cái O này thành nước. Do chỗ này chính là CnH2NO. CnH2NO cho cộng đồng cộng nước. Cho đó là phản ứng oxy hóa không hoàn toàn của ancol bậc 1 và ancol bậc 2. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 thì thầy cũng đã làm trong ví dụ rồi thì không có nói nữa ha. Đối với câu hỏi số 6 là viết công thức cấu tạo sản phẩm khi phản ứng oxy hóa của ancol sau bằng đồng oxit. Thằng này thì chúng ta sẽ viết như sau: CH2CH3OH ấy, thì mình sẽ viết nó thành H rồi CH2OH để nó giống với chỗ này, cộng với COO đun nóng để cho ra là H. Cái CH2OH nó chuyển thành chất aldehyde, đó là CHO, cộng với CO cộng với nước. Tiếp theo là cái phản ứng này, ancol này là ancol bậc 2 rồi thì mình sẽ viết thành cetone. Cetone là KTONE. Rồi chỗ này là CH3CHOH. Chỗ này là CH3CH2 thì gọi là thành CH5 đi. Đấy. Cộng COO cho đó là CH3C nối đôi O và CH5 cộng đồng cộng nước. Chưa? Đấy. Tiếp theo là phản ứng cháy của ancol thì rõ ràng ancol nó phản ứng cháy thì sinh ra CO2 và nước thôi. Thì thực tế là cái thí nghiệm này á là thí nghiệm để kiểm tra cái phản ứng cháy của ancol thôi. Ethanol, lấy ethanol. Người ta cho bét sứ với khoảng 1 ml thôi, không được dùng hơn. Tại vì nếu mà nhiều quá thì nó bùng cháy rất là mạnh, không an toàn. Cẩn thận bỏng này các em, khi thực hiện đốt cháy cồn đó thì nó cháy, nó sinh ra nhiều nhiệt. Và chúng ta có phản ứng cháy của cái ancol như sau. Đấy, các em quan sát cái phản ứng cháy của cái ancol no đơn chức mạch thở CnH2n cộng 1OH. Chúng ta chú ý cái hệ số cân bằng của phản ứng này khi mà các em làm bài tập sau này nha. Đối với trường hợp ancol no đơn chức phản ứng cháy thì chúng ta có là CnH2n cộng 1OH. Hoặc là các em có thể viết thành CnH2n cộng 2O cũng được. Cộng oxy cho ra CO2 cộng với nước. Nhiều em không biết cân bằng cái phản ứng này. Còn cách thuộc thì chúng ta không thể nào thuộc hệ số được đâu.
Ở đây có N nguyên tử carbon thì em đẩy N vào đây liền, N carbon. Ở đây 2N cộng 1, cái này cộng 1 nữa là cộng 2 hydro, 2N cộng 2 đặt số 2 ra chung, còn N cộng 1. Ở đây coi như số 2 ra chung đi, còn N cộng 1. Đó. Đến đây là mình chỉ cần đếm oxy thôi. Mình đếm oxy bên này là 2N oxy này, 2 O với N là 2N, 2N cộng chỗ này là cộng N, nó là 3N cộng 1. 3N cộng 1, các em thấy không? 3N cộng 1. 3N cộng 1 oxy, phía bên này là 3N cộng 1. Bên này thì sao? 3N cộng 1 thì hiển nhiên bên đây sẽ là mình bên đây có 1 rồi thì còn lại 3N, 3N chỗ này. Tại vì cái này có 1 oxy rồi thì còn lại 3N. Hiểu không? Chỗ này là 3N cộng 1 oxy. Chỗ này đã có 1 oxy rồi thì chỗ này bắt buộc mình điền 3N vào đây. 3N vào đây, nếu em điền 3N thì nó trở thành 6, 6N là sao? Do đó mình phải chia 2 chỗ này. Tại vì ở đây có số 2 thì chia 2 lại. Đó. Thì do đó hệ số chỗ này là 3N chia 2 nha các em. Chú ý hệ số này. Do nó phản ứng cháy là phản ứng âm, delta H biến thiên enthalpy phản ứng là âm rất là lớn này, tỏ năng lượng, do đó người ta dùng đèn cồn đó, trong đèn cồn để đốt hoặc là người ta trộn vào xăng để làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong. Tiếp theo là các em chú ý thêm cái phản ứng riêng của polyalcohol, coi như là đây là phản ứng riêng thôi nha, của polyalcohol với đồng hydroxit màu xanh, thì khi mà nó phản ứng nó cho ra màu xanh lam đậm. Đối với những cái trường hợp là phản ứng polyalcohol, polyalcohol nhớ là phải có nhóm OH liền kề, có nhóm OH liền kề mới được nha. Còn nếu mà xen kẽ riêng ra không được, phải có liền kề thì nó mới tác dụng với đồng hydroxit, nó tạo ra dung dịch xanh lam đậm. Phải liền kề. Đây, ví dụ như ethylene glycol thì hai cái nhóm OH liền kề với nhau ở hai carbon liên tiếp. Hoặc là glycerol. Ở trong sách này nó viết cho mình là một phản ứng thôi, đó là ethylene glycol. Nó viết kèm chú ý này, khi mình viết á, chúng ta viết như sau. CH2OH. Chỗ này là CH2OH. Mình cộng với đồng OH hai lần thì ta viết cái này là OH. Chỗ này đồng, chỗ này OH. Chưa? Rồi chỗ này cộng với OH. Cách để chúng ta viết cái này để các em nhớ đó, chứ sau này là các em không có nhớ cách cái viết sản phẩm đâu. Tại vì cái này thầy đã đi qua rồi, nhiều em sẽ không có nhớ cách viết. Liên lụy với chữ O trước chữ H sau, lỡ rồi. Rồi khi sản phẩm mình viết ra, mình chú ý nè. Mình chú ý là mình lấy nước ra, này lấy một cái OH với một cái hydro chỗ này. Nên lấy đối xứng, lấy hai bên một bên cũng được không sao cả. Đây. Chỗ này hằng nha. Chỗ này mình lấy một cái H thôi nha, cái H chứ cái OH. Đấy, do đó chỗ này sẽ là thành CH2 này. Rồi CH2 ở dưới OH vẫn viết là bình thường. Chỗ này viết chữ O, sau đó phối xuống đây với đồng. Nha. Rồi chỗ này sẽ là nối vào đây là O CH2. CH2, chỗ này là chữ O, H đẩy lên trên đi. Cái này mũi tên hướng xuống. Chỗ này H mình đẩy xuống đây đi. Mũi tên hướng lên. Đó. Nhớ nha, lại cộng hai nước. Tương tự thầy sẽ viết cho các em xem cái glycerol cũng tương tự như vậy. Hai cái phản ứng này khó nhớ nên thầy sẽ viết cho các em để sau này các em nhớ cách viết. CH2 này, CH, CH2, OH. Tương tự cộng với OH, rồi đồng, rồi OH. OH, CH2. Lúc này mình sẽ lấy, em lấy cái OH với H chỗ này cũng được, lấy chỗ nào cũng được nha, không quan trọng. Không quan trọng em lấy chỗ nào, thầy muốn lấy chỗ nào cũng được. Bây giờ thầy muốn lấy ở giữa thì lấy OH chỗ này với cái H chỗ này ra một cái nước, lấy hai nước là được. Một cái H chỗ này với OH chỗ này là hai nước. Làm sao ra hai nước là được. Ở đây cũng hai nước, này cũng hai nước. Thì tạo thành sản phẩm như sau, nó viết lại cái OH còn thì viết lại bình thường. Chưa? O mình có thể viết H nghiêng lên trên hoặc là viết như thế này cũng được. CH lúc này á, là mình lấy xin lỗi chỗ này lấy H thôi chứ, bên này OH thì còn chữ O chỗ này nha, kéo ra đồng chữ O chỗ này thôi nha, thì lấy H thôi mà. Đấy, chỗ này là CH2 này, OH viết lại được chưa. Đấy, chỗ này là OH viết lại CH2.
2 CH2 này, OH viết lại. Rồi đến đây cái mũi tên mình viết ở đâu cũng được, mình viết trên đây xuống cũng được, hoặc là đây lên, hoặc là viết đây lên cũng được, tùy nha, không quan trọng. Thầy viết ở đây xuống, ở đây sẽ là lên. Đấy. Như vậy thôi, cộng hai phân tử nước. Đó, thì cách cho nhận các em. Được chưa? Rồi. Chúng ta đã xong cái tính chất riêng của polyalcohol. Còn cái thí nghiệm ở đây á, là để kiểm chứng được cái polyalcohol nó phản ứng với đồng hydroxit thôi. Tại vì khi cho đồng sinh phát vào NaOH thì nó phản ứng cho ra đồng hydroxit. Copper 2 hydroxit thì là đấy, khi mà phản ứng như thế này. Lúc này người ta cho vào ống nghiệm 1 là 5 giọt ethanol thì chẩn đến là ống nghiệm 1 cho vào 5 giọt ethanol thì như là ethanol nó không có tạo kết tủa, nó không có phản ứng với đồng hydroxit mà chỉ có glycerol thôi, nên ở ống nghiệm 2 nó có hiện tượng thôi. Nha. Vậy là hiện tượng ống nghiệm 2 là xuất hiện màu xanh lam đậm là do glycerol nó phản ứng với đồng hydroxit này nè. À, chúng ta viết phương trình ra nha, thầy đã viết phương trình đây rồi nè. Để cho các em. Đấy. Câu hỏi số 7 là viết phương trình hóa học của phản ứng giữa methanol và sodium là CH3OH cộng với na cộng với natri đó. Chỗ này thì rất là đơn giản rồi. Cộng với natri sodium cho ra là CH3O natri cộng 1/2 hydro. Đấy. Còn methanol mà cộng với ethylene glycol ha, phân biệt thì chúng ta dùng gì? Dùng đồng hydroxit. Thuốc thử là đồng hydroxit. Không. Nếu xuất hiện màu xanh lam đậm chính là ethylene glycol, còn không có hiện tượng gì chính là methanol. Ha, chúng ta nhận biết bằng cách là dùng đồng hydroxit làm thuốc thử. Thì ethylene glycol thì có tạo ra một dung dịch màu xanh lam đậm, còn methanol thì không có hiện tượng, mà giống như cái thí nghiệm này thôi. Hình 20.3 là một chu trình khép kín của ethanol trong xăng sinh học. Xăng sinh học E5 đó các em, là nó trộn 5% là ethanol, 95% là xăng RON 92. Để nó giảm thiểu ô nhiễm môi trường ha. Thì đây là một cái chu trình khép kín. Từ tinh bột, gạo ngô, khoai sắn lên men cho ra rượu pha vào trong xăng. Xăng đốt cháy là sinh CO2 và nước. CO2 là cung cấp cho cây trồng, gạo ngô khoai sắn quen hợp tạo thành tinh bột. Tinh bột lúc này lên men là thành rượu, cứ như thế, tạo thành một chu trình khép kín. Về ứng dụng thì chúng ta có thể đọc qua ứng dụng rất là nhiều trong cuộc sống cũng như trong thực nghiệm, trong thí nghiệm luôn kìa. Tạo thành dung môi đối với methanol. Nhưng mà ethanol á là nó dùng để tạo ra rượu bia nha, còn cái methanol là không được, các em chú ý nha, nên làm bài tập phải chú ý. Nó rất là độc, không có dùng methanol làm rượu uống đâu, chỉ có ethanol thôi. Còn ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe con người thì ai cũng đã biết rồi. Để không nói nhiều chỗ này, chúng ta sẽ có thể đọc qua. Một đơn vị cồn tương ứng với 10 ml nước, 10 ml ethanol nguyên chất nha các em. Là ethanol nguyên chất nó không có nước trong đó nha, là một đơn vị cồn. Theo khuyến cáo ngành y tế để đảm bảo sức khỏe mỗi người trưởng thành nên uống không quá 2 đơn vị cồn một ngày. Vậy mỗi người trưởng thành không nên uống quá bao nhiêu ml rượu 40 độ một ngày? Rượu này cũng khá nặng đấy. Thì chúng ta sẽ có là một đơn vị cồn là 10 ml, vậy là 2 cái đơn vị cồn thì tương ứng với thể tích sẽ là 20 ml rượu nguyên chất. Chữ V này là rượu nguyên chất nha các em. Tiếp theo là các em dùng công thức độ rượu. Độ rượu thì bằng gì? Thể tích rượu nguyên chất chia cho thể tích rượu hỗn hợp là gồm có rượu và nước để chúng ta pha thành rượu 40 độ đó các em. Sau đó nhân 100 độ. Đến đây thầy sẽ rút ra được V hỗn hợp. Suy ra V hỗn hợp rượu 40 độ chính là bằng. Chúng ta rút cái này ra thì lấy V nhân 100 độ chia D. Lấy V nguyên chất nhân 100 độ, sau đó chia D độ. Ráp vào. V nguyên chất ở đây là 20 lít để pha rượu 40 độ. Nhân cho 100 độ và chia cho 40 độ. Chỗ này sẽ là bao nhiêu? Nửa nhân 100 là 50 ml. Vậy nếu chúng ta uống 50 ml rượu. Rượu là có rượu đây là rượu gồm có nước và rượu nguyên chất đó nha. 50 ml thì ứng với 2 đơn vị cồn. Vậy chúng ta không được uống vượt quá 50 ml nha, không vượt quá con số này. Rồi làm cách nào để điều chế ra cái alcohol này, chúng ta vào phần điều chế. Điều chế thứ nhất là người ta sẽ là hydrat hóa alken, nghĩa là cộng nước vào
giống như phản ứng vi tắc cộng nước vào đó các em, từ anken. Đây, anken cộng nước vào với xúc tác là axit và nhiệt độ cho ra rượu. Chưa nào? Đây là cộng nước của anken. Ví dụ chỗ này nước coi như là HOH thì OH gắn vào đây, H gắn vào đây mất liên kết bi tạo thành rượu như thế này. Đó là phương pháp là anken cộng nước. Anken cộng với nước cho ra ancol hol. Thứ nhất, đây là ví dụ. Thứ hai là cái phương pháp sinh hóa là từ tinh bột hoặc là từ tinh bột các em lên men. Đây, từ tinh bột là C6H10O5. Tinh bột trong có trong gạo ngô khoai sắn á, người ta sẽ lên men. Lên men tạo thành glucose là C6H12O6. Lên men là cộng nước này. Đây là thủy phân, là cộng nước là thủy phân. Trong môi trường axit cho ra cái này. Đây thủy phân lên men hay là cộng nước sẽ lên men enzyme cho ra glucose. Glucose tiếp tục lên men tiếp cho ra là rượu etylit là C2H5OH cộng CO2. Đấy, đã viết hết rồi thầy không có viết lại nữa, viết sơ đồ. Được chưa? Phương pháp thứ ba là chúng ta có thể điều chế từ những cái dẫn xuất halogen là RX. Chúng ta cộng với sút NaOH đun nóng nha. Ở bài trước đó có thể tạo thành ancol RO2 cộng với NaX. Chưa? Số 3. Thứ tư là có thể từ metan cộng oxy luôn, với điều kiện nhiệt độ này, xúc tác và áp suất thích hợp thì có thể tạo thành cái rượu đó là rượu methanol của dung môi. Này ta chưa cân bằng nha, này cân bằng là số 2. Số 2. Đây là người ta điều chế ra polyancol, đó là glycerol trong công nghiệp, từ propen cộng với clo. Sau đó clo được thế vào nhiệt độ này thì thế vào vị trí này, thế vào đây, sau đó cộng tiếp clo lại thế vào bên này đó, sau đó cộng với NaOH thì lúc này cái OH được gắn vào thế vào cái dẫn xuất halogen này của clo này. Này thì cái sơ đồ này người ta đã viết sẵn rồi. Bây giờ mình viết cái phương trình hóa học ra, thì viết phương trình hóa học ra thì mình viết như sau. Chúng ta có CH2 với đôi CH3 cộng với clo 2 với nhiệt độ là 500 độ C, 450 độ C. Thì nó tạo thành là CH2 nối đôi CH, CH2Cl. Đấy. Tiếp tục cái này, CH2 nối đôi CH cộng với clo 2. Cái này là cộng với clo 2. Rồi cộng với nước. Cộng với nước. Nước clo đó, chúng ta sẽ có là CH2Cl, chỗ này là CHOH, rồi chỗ này CH2Cl. Lúc này sẽ cộng với NaOH, cộng với NaOH cho ra cái này thôi, đơn giản các em có thể tự biết được. À, rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành cái tính chất hóa học của cái cách điều chế ra cái ancol. Vậy tóm lại cái bài này các em đã nắm được cái gì? Ancol là những hợp chất hữu cơ phải có nhóm OH gắn vào carbono là thứ nhất. Thứ hai là công thức ancolno đơn chức là CnH2n cộng 1OH. Và số đồng phân ancolno đơn chức là 2 mũ n trừ 2 với điều kiện n trừ 2 đến 6. Bậc ancol chính là bậc của cái carbon liên kết với OH. Còn đối với trường hợp so sánh nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thì nó sẽ cao hơn so với hydrocarbon cũng như dẫn xuất halogen tương ứng về m lớn, tương ứng với về phân tử khối đó. Và thứ hai là dễ tan trong nước vì nó có thể tạo liên kết hydro với nước. Về tính chất hóa học thì các em thấy là một số tính chất là thứ nhất là tác dụng với kim loại mạnh thể hiện ở nhóm O và H hydro linh động, hoặc là phản ứng tách ra tạo anken và tạo et ở cái liên kết C với O. Ngoài ra phản ứng cháy cho là CO2 và nước. Còn phản ứng oxy không hoàn toàn thì cộng với đồng oxit đối với đội bậc 1 thì cho ra aldehyde, còn đội bậc 2 cho ra ceton. Đấy, đó là những cái nội dung trọng tâm của chương này. Còn cách điều chế hiện tại á, thì người ta dùng là lên men tinh bột. Tinh bột cho ra gluco và gluco cho ra rượu etylic. Hoặc là điều chế glycerol từ propen. Nhớ nha. Đấy.
Đó là nội dung chính của bài này. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Thân mến, chào các em.